Lần đầu tiên trong cái cuộc sống của em, em cảm thấy là có một tập đoàn lớn đến như vậy mà có thể là về trường đại học Đồng Tháp và truyền cho tụi em được những kiến thức, đặc biệt là những cuốn sách. Những cái cuốn sách này đối với em rất là ý nghĩa. Em không nghĩ là mình có thể được tập đoàn Trung Nguyên tặng cho những quyển sách như thế này. Các quyển sách này nó sẽ giúp cho em định hướng được tương lai cũng như là khởi nghiệp từ cái đam mê của mình. Tại sao tôi vui và tôi phấn khích? Bởi vì theo tôi đây là một cái chương trình rất là hay, rất là có ý nghĩa, rất là nhân văn, và nó thể hiện cái khát vọng lớn của ông chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên là muốn giúp đỡ, hỗ trợ cho những thế hệ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp hoặc là muốn có cái cuộc sống thành công, thì chúng ta phải có trí tuệ, phải có kiến thức trước. Cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì học sinh, sinh viên được cầm trên tay năm đầu sách mà tập đoàn Trung Nguyên đã chọn ra. Tất cả mỗi người dân Việt Nam, chúng ta hãy có thói quen đọc sách nhiều hơn để chương trình này thực sự có thể chạm tới trái tim của các bạn. Sự vinh dự, em rất là vui mừng khi thấy được hai cuốn sách là Đất Nhân Tâm và Không Bao Giờ Thất Bại. Tất cả chỉ là thử thách. Đối với em thì đây chỉ là những động lực để em phấn đấu hơn trong con đường học tập của mình, có những cái ý chí phấn đấu tốt hơn, mạnh mẽ hơn để thành công trong con đường sự nghiệp của mình sau này. Đây là một cái niềm vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.350 học sinh của trường. Bởi vì chúng tôi biết rằng chương trình này là một chương trình hết sức là nhân văn, có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Chương trình đã mang đến cho các em học sinh một cái động lực, một cái niềm tin qua những quyển sách mà giúp cho các em định hướng về khởi nghiệp cũng như là trong công tác mà giáo dục rèn luyện nhân cách để trở thành người tốt cho xã hội. Bất kỳ một món quà nào thì cũng có giá trị, nhưng mà sách thì là món quà có giá trị nhất bởi vì nó có thể theo chúng ta đến suốt đời. Và sách là món quà vô giá, sẽ không bao giờ phản bội lại bạn, và càng để lâu sẽ càng có giá và sẽ giúp đỡ cho bạn rất là nhiều trong cuộc sống. Và hy vọng là nó sẽ hun đúc nên ước mơ cho các bạn để trở nên vĩ đại nhất theo cách của mình. Cái quyển sách này thì em nghĩ là nó sẽ rất hữu ích và cho em thêm nhiều kiến thức. Ngày hôm nay được đi xa hơn, được tới gần hơn với các em nhỏ tại Đồng Tháp thì Tú Anh cảm thấy rất là vui và vinh dự, và cũng mong rằng là chuyến hành trình này sẽ đem lại cho em các em những hành trang kiến thức để các em tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc sống sau này. Một cái lời cảm ơn từ Hải Yến tới cho tập đoàn Trung Nguyên Vision đó chính là cái lời cảm ơn vì những cuốn sách vô cùng quý giá mang lại cho tất cả các bạn trẻ tại Việt Nam, những người trẻ tại Việt Nam rất là nhiều những cái kinh nghiệm, nhiều kiến thức và thực sự là bổ ích, thực sự là thiết thực với đời sống. Và xin chúc cho tập đoàn Trung Nguyên ngày càng thành công, vững mạnh, phát triển. Tập đoàn Trung Nguyên mang tặng những quyển sách quý đến cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị, thì thay mặt cho cán bộ chiến sĩ đơn vị chân thành cảm ơn cái tập đoàn Trung Nguyên đã mang một tri thức vô tận cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị, và cũng tôi cũng sẽ tuyên truyền để cho anh em cán bộ chiến sĩ sẽ đọc những cuốn sách quý này để làm một cái hành trang để trở thành những người thành đạt để phục vụ cho đất nước và cho tương lai sau này.
ngành giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự là rất là vui mừng. Hành trình đến đây thì mang đến cho các em học sinh những cái phần quà tuy nhỏ nhưng mà nó có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì những quyển sách đối với các em nó rất quý, bởi vì đây là vùng sâu vùng xa biên giới, do đó là các em rất là thiếu thốn những cái món ăn tinh thần. Thì được biết là các anh cũng có tặng cho bà con những cái quyển sách, mà những cái quyển sách này nó rất là hay, nó mang cái tính chất là khởi nghiệp rất là cao. Cho nên hôm nay thì nhận được các quyển sách này thì tôi nghĩ rằng bà con sẽ rất là vui, rất là phấn khởi.